Các bạn đã thấy cây sầu riêng mọc sừng bao giờ chưa? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cây sầu riêng mọc sừng ha. Mình giới thiệu với bạn cây Beck AQ 206 PC 95 lít của Automat hiện tại đang gắn ở vườn này thì mỗi cây đã một cái, còn cây to thì có thể là 2 đến 3 cái một cây. Thì Beck 95 lít đó thì nó có cái ưu điểm là lưu lượng nó lớn, thì khi mà đưa cây lên cao thì về sau mình sẽ khỏi phải thay những cái dòng Beck khác. Nó còn về chất liệu thì nó khá là bền, nên là mình sẽ cần gắn lên cây lớn thì nó sẽ không cần phải thay về sau. Như các bạn thấy thì ở vườn này ở dưới gốc đó thì sẽ là những cái Beck thường, nhưng mà cái hệ thống phun thuốc bên trên đó thì toàn bộ là AQ206 PC mà 95, loại 95 lít ha. Thì như các bạn đã thấy thì dưới này đó là những cái Beck thường, còn trên cái cây này thì sẽ là cái Beck AQ206 PC loại 95 lít ha. Thì họ sẽ đi sẵn cái dây 57 và rất là, họ cuộn lại rất là dài và đưa lên trên cao, trên ngọn, trên cao. Thì rầy á, thì thường nó sẽ thì thường tưới rầy, tưới phun thuốc á, mà diệt rầy á, thì thường sẽ là tưới khoảng 5 đến 6 giờ buổi sáng. Thì khi mà nắng lên á, thì rầy nó sẽ 7 giờ nắng lên á, rầy nó sẽ chui xuống dưới lá rồi, nên là mình sẽ tưới sớm. Và mình sẽ làm một cái hệ thống thu hồi thuốc về bồn lại, nên là sẽ không có lãng phí phân thuốc. Và cái Beck này nó bù áp, nên là tất cả các cây nó sẽ đều là cái lưu lượng như nhau, và nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, nó không bị thất thoát nhiều về phân thuốc. Còn cái đường ống dẫn lên á, thì sẽ là ống 57. Còn cái ống kẽm sắt V đưa lên trên cao á, thì là họ sẽ đi khoảng tầm 3 mét, và cây nhỏ thì nó sẽ buộc lại, cây càng lớn lên thì nó sẽ buộc vô trong cành và đưa lên trên cao. Thì cây nhỏ thì cần 1 mét thôi, nhưng mà cây lớn thì họ sẽ để chừa 2-3 đường và đưa lên trên cao, thì sẽ là cây lớn thì sẽ thường là 3-4 mét để phun thuốc. Thì họ sẽ phun vào buổi sáng. Đó, và khi mà kết thúc thì họ sẽ thu hồi về, sẽ là không bị lãng phí phân thuốc. Thì trên đây là một số cái tính năng mới của Beck AQ 206 PC để áp dụng tưới phân thuốc vào cây sầu riêng ở khu vực Bảo Bình ở Đồng Nai. Mọi người có thể quan sát xung quanh nhà, tất cả các vườn đều gắn cái Beck AQ 206 PC loại 95 lít hết. Mọi thông tin về tư vấn hoặc là liên hệ hỗ trợ kỹ thuật thì về Beck AQ hoặc là hệ thống tưới thì mọi người có thể liên hệ Dương với số điện thoại là 0976 602 794.